Làng nghề chế biến lương thực và thực phẩm thôn Chay Trang, thị trần Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có trên 100 hộ tham gia làm nghề. Trung bình một ngày, mỗi hộ xuất bán đi từ 40 đến 50 tấn gạo, bao gồm gạo nếp và gạo tẻ các loại. Những ngày giáp Tết, mỗi cơ sở một ngày xuất bán từ 70 đến 150 tấn gạo với giá gạo nếp từ 21 đến 27.000 đồng một kg. Riêng gạo tẻ 18.000 đồng một kg, cao hơn thời điểm trong năm từ 5 đến 6.000 đồng một kg để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ các hộ đã tăng công suất hoạt động của máy móc và huy động lao động chia ca cả ngày lẫn đêm nguyên liệu được thu mua tại ruộng trong và ngoài địa bàn tỉnh sau đó qua các công đoạn giấy chế biến đánh bóng đóng bao gạo được tiêu thụ tại thị trường hà nội và khắp các tỉnh thành từ bắc vào nam